khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng các bị can đã có vi phạm quy định về quản lý hoán đổi tài sản công gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản nhà nước. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và các cơ quan có liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Vi Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can này bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Riêng doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty Diệp Bạch Dương bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật. Atlantis now beginning what is known as the pre-flare maneuver. It will pull the nose up a little bit right before it hits the runway. Its speed now 320 miles per hour. The gear is down and locked. Main gear touchdown. Atlantis's nose being now rotated down toward the runway, the chute being deployed. And nose gear touchdown. Space Shuttle Atlantis now comes home to the Kennedy Space Center for the final time. 25 years, 32 flights, and more than 120 million miles traveled. The legacy of Atlantis now in the history books.